nay cả nhà có khỏe không? Hôm nay đã trở lại với Mỹ Phụng Family thì em xin chia sẻ với cả nhà món là cơm chiên tôm nha. Bây giờ mình vào bếp để mình làm món cơm chiên nha cả nhà. Chuẩn bị mình chiên cơm đó cả nhà. Thì ở đây em có là một phao tôm, một tô cơm, ớt chuông, hành lá, ngò rí và tỏi. Thì bột nêm gia vị em có là dầu hào, tiêu, đường, bột nêm, muối và dầu ăn đó cả nhà. Bây giờ mình bắt đầu nha. Bây giờ thì em cho vào đây một chút xíu tiêu để mình ướp cái món tôm này đó cả nhà. Khi mình bắt đầu chiên thì mình phải cho tôm mình phải ướp trước. Và em cho đây một chút xíu bột nêm. Và một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê muối thôi, ăn nửa muỗng cà phê muối thôi cả nhà. Mình trộn phần này lên cả nhà. Đó, như vậy mình để nó thấm đi, nó cứng con tôm rồi mình bắt đầu chiên tôm. Sẽ đặt tỏi. Củ hành mình sắc hạt lục. Bây giờ thì tới phần ớt chuông. Mình sắc vuông. Sắc khúc như vậy, chút xíu nữa mình bỏ vào cơm cho nó ngon. Ngò rí thì mình để trên mặt và mình đổ dầu ăn vào với chảo nha. Mình sẽ đổ phần tỏi vào, tỏi cho nó vàng lên. Mình xào phần tôm. Khi con tôm nó vừa bắt đầu chín thì mình đổ ra dĩa. Bây giờ mình đổ một miếng dầu ăn vào mình chiên cơm nha cả nhà. Tôi đổ phần cơm này vào. Mình sẽ cho vào đây một miếng đường và một muỗng dầu hào nữa cả nhà. Đã xong rồi thì mình bỏ tôm vào nha cả nhà. Cái tôm phần hồi nãy mình xào đó thì mình đổ tôm vào, xào cho nó thấm gia vị cho đường hết. Bây giờ mình mới bỏ ớt vào, củ hành, hành lá bỏ sau cùng nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ đổ phần hành lá vào. Cả nhà thấy chưa, rất là hấp dẫn và thơm ngon lắm nha. Bây giờ là chín rồi đó cả nhà. Chiên nó xong rồi thì bây giờ mình đổ ra dĩa ha. Cơm em đã xong rồi nè. Cả nhà thấy thế nào? Rất là ngon. Bây giờ mình thử coi nó có vừa ăn không nghe cả nhà. Vừa ăn không cả nhà ơi. Như vậy là cái phần cơm của em chiên đã xong rồi nè. Cả nhà nhớ vào bếp chiên cái món cơm chiên tôm cho gia đình mình thưởng thức nha. Em xin chào cả nhà và hẹn cả nhà vào chương trình kỳ tới với Mỹ Phụng Family nha. Em xin chào.